Tiếp theo thì Thế tiếp tục kể thêm một câu chuyện cũng rất là ly kỳ trong lô cao su nữa. Thì có một cái anh đó thì anh cạo cái lô đó khoảng 3 mẫu, thì ngày nào anh cũng cạo một mẫu, cạo đi ba. Nhưng đặc biệt tới cái cây đó là cứ mỗi lần cạo đến cây đó là ảnh lạnh người, nhưng mà ảnh vẫn cạo. Sau này thì đến cái ngày mà cuối cùng á, còn 2 ngày cuối cùng, anh mới hỏi cái anh ông chủ lô đó: ông nói thiệt đi, trong cái lô này có cái gì không mà tôi cạo đến cái cây đó là nó lạnh người y như có ai là đứng sát vậy á. Thì ông chủ lô ông mới nói thiệt, ngay cái cây mà đó đó mà hay mà lạnh đó, thì ngày xưa là có một vụ treo cổ ở đó. Thì anh cạo mũ này, ảnh mới nghe vậy là còn 2 ngày nữa là nghỉ cạo á, là anh nghỉ luôn, 2 ngày anh bỏ luôn không cạo nữa.